Uh, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh bất động sản này em và hôm nay uh, uh, tôi là vũ hà hôm nay tôi sẽ như tiêu đề của video thì tôi sẽ mang một bài phân tích về khu đô thị hùng thắng và tại sao tôi gọi khu đô thị này như tiêu đề video là khu đô thị mà đáng sống một trong người đáng sống nhất và có tiềm năng phát triển tốt nhất của trong thành khu vực thành phố hạ long uhm, tại sao như thế thì ta đi vào vấn đề luôn thì trước mặt quý vị và các bạn thì đang là google map của thành phố Hạ Long đây thành phố Hạ Long mình chia làm hai bờ đông và bờ tây đây là bờ đông đây thì cái khu này là khu uh, gọi là khu hòn gai còn bờ tây thì trỏ chuột về phía này vẫn có bãi cháy thì là khu uh, bãi cháy gọi là khu bãi cháy bãi cháy và hòn gai chia cách nhau bởi cái cầu bãi cháy đây thì nói về mà sống sướng thì theo tôi thì ở Hạ Long thì sống chỗ nào nói chung cứ dọc dọc bờ biển là sống sướng từ Hà Khánh ABC đến Vượng Đân rồi khu này là khu Vinhome này dọc đường bao biển Trần Quốc Nghiễn thì sống ở quanh quanh mấy khu đấy nó đều sống sướng cả tiện ích thì đầy đủ chả đi đâu mà xa nhưng hùng thắng thì nó lại có những cái rất là riêng mà tại sao thì tôi nghĩ là chỗ này thì sống sướng hơn những chỗ khác đây quý vị và các bạn hãy xem đây đây này khu hùng thắng là khu này quanh đây đây quanh khu trò chuột đây là khu hùng thắng thì với những độc giả mà chưa đến quảng ninh bao giờ thì cũng có thể hình dung trên bản đồ thì khu này khu hùng thắng có chữ hùng thắng đây luôn thì khu Hùng Thắng này chúng ta nhìn trên bản đồ vị trí ấy thì nó có những cái kết nối rất thuận tiện. Thứ nhất, nó rất gần trung tâm bãi cháy, trung tâm du lịch bãi cháy Hòa Long này. Đi 3 phút đi xe ô tô là đến giữa trung tâm. Chỗ này là cảng tàu này. Ở trung tâm San Gon này rồi một loạt các tiện ích và khách sạn, chợ búa, chợ cái răm, chợ hải sản ở đây hết. Thứ hai, ở ngay cái khu Hùng Thắng này ấy, thì là nó là quy hoạch của tập đoàn Vingroup nó được quy hoạch rất là bài bản và rất là đẹp như quý vị các bạn có thể thấy nó có một cái hồ điều hòa ở bên hông và hai cái hồ điều hòa ở trước mặt đấy cực kỳ là tiện lợi và nói về môi trường là số 1 đấy thì chúng ta đi sâu hơn tiếp tục nói về kết nối đi thì nó kết nối với đường 18 luôn đây là đường trục 18 này kết nối với đường 18 đi một phút là ra quốc lộ 18 Đi ra quốc lộ 18 đi thêm 2 phút nữa là chúng ta vào đảo Tuần Châu và trong đây thì cũng có quả sân gôn này Có cả bến tàu này Đấy Và từ khu vùng thắng này chúng ta đi 5 phút xe ô tô là chúng ta đến lên đến đường cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, Móng Cái Đây là trục cao tốc huyết mạch của miền Bắc Và Chúng ta chỉ tiết 5 phút nếu chúng ta ở khu vùng thắng này chúng ta đi ô tô chỉ mất 5 phút là lên cao tốc Vì vậy Tôi mạnh dạn luôn thì nói về cái độ kết nối giao thông thì khu hùng thắng này nó phải gọi là số 1 luôn bởi vì nếu chúng ta ở quanh quanh khu hòn gai này thì bắt vào cao tốc chúng ta phải đi 10 phút cơ lên lúc giao đồng lá cơ còn ở khu hùng thắng này chúng ta đi 5 phút là chúng ta đi cao tốc rồi ngoài ra ấy, thì xa hơn để đi qua cao tốc này chúng ta có một dãy những cái tiện ích y tế như là bệnh viện sản nhi này bệnh viện lão khoa này về sau có bệnh viện mắt ở trên đấy luôn và đây này chỗ chuột của tôi đang gì ở đây này về sau thì nó sẽ là hình thành khu phức hợp hạ long xanh là một dự án đại dự án của vingroup và nói như vậy để quý vị hình dung là trong tương lai thì hùng thắng nó kết nối với rất nhiều những cái khu giải trí tiện ích du lịch sinh sống an sinh rất lớn nào chúng ta đi zoom một tí thì đây là ảnh google map để chúng ta sẽ đi vào hình ảnh thực tế nhé đây trước mặt quý vị và các bạn thì chính là khu gọi là, là khu hùng thắng mà ngày thực tế khu hùng thắng này thì được có hai phần và được chia đôi bởi cái đường đại lộ hoàng quốc việt đây là đại lộ hoàng quốc việt ai mà đã đi ở đây rồi thì biết đại lộ hoàng quốc việt nó to như thế nào mà nó rất là rộng phía bên này mà quý vị và các bạn đang theo đang nhìn ấy thì phía bên phải màn hình này cả cái dọc này thì là khu này là khu của bim group bán đảo chúng ta đếm này đây là ba này bán đảo ba này bán đảo hai này bán đảo một thế này thì ba bán đảo này là thuộc của, của Bim Group và họ đã được triển khai những dự án như kiểu shop house này, cao tầng liền kề thương mại. À, show một chút thì đây là khách sạn Alacac này, khách sạn cao nhất trên hải bắc bộ này, 95 phòng này, dưới này Harbor bay này, dưới Little Việt Nam này, đây là Intercontinental Hạ Long này, rồi xa xa đây là bán đảo ba là có Citadin này, đây sẽ là bãi biển này. Và như chúng ta biết thì khu thắng ở ngoài mặt biển này thì toàn là các các dãy gọi là dịch vụ thương mại ít có dân ở đây mà nếu mà sống ở đây thì sống ở trong khu như kiểu Little Việt Nam này thì sẽ cái giá không hề rẻ thì hầu như cái dân cư sống ở đây thì sẽ sống ở bên này đường ở bên trái màn hình này ở khu này này khu này thì gọi là khu dân cư Hùng Thắng thì nó gồm hồi trước thì nó không có gì nhưng may là quá là nhờ ơn của tập đoàn Beam Group họ quy hoạch lại đây thì ở đây sẽ có những cái chung cư của Beam Group này trong đây có những khu tái định cư đường EC những khu dân cư cũ này. Uh, những khu dân cư này thì giá thì sẽ rẻ hơn này, sau đó là đến khu tái định cư Tây Hồng Thắng là những khu ô đất này liền kề đất thự ở đây thì đã được quy hoạch ô bàn cờ rất là đẹp. Và dân cư sống ở đây thì được hưởng những cái tiện ích, ví dụ như như tôi đã nói từ đầu video ấy là đường rộng, thông, hè thoáng, trường học đầy đủ, bãi biển thì đi qua đường là tới. Ngoài ra thì còn hai hồ điều hòa rất là rộng ở đây. À, tôi xem bạn bè facebook tôi người thân người quen tôi thì buổi sáng hoặc buổi chiều thì họ có những không gian sinh hoạt rất là tuyệt vời chả khác gì Singapore à, đạp xe chạy bộ dọc hai cái đường này dưới đây thì bim búc trồng rất nhiều hoa và đi dọc những cái hồ điều hòa đi ven ra bãi biển thì cái môi trường sống ở đây quả là tuyệt vời luôn ấy. ở bên hòn gai thì chúng ta có đường bao biển nhưng bên này thì có hồ rồi có hoa nói chung nó đa dạng hơn ở bên đường bao biển hòn gai à, tiếp thêm nữa thì ngoài cái kết nối thuận tiện đến với những điểm du lịch thì cái hệ thống dịch vụ của quanh nếu chúng ta hùng thắng này thì cái hệ thống dịch vụ của nó về ăn uống cũng rất là tuyệt vời ở trong khu ở đây thì có cả nhà hàng nhật này Sakurajima rồi các nhà hàng Việt Nam các nhà Hàn Quốc Hồng Hạnh cũng có luôn thậm chí nếu chúng ta cần những cái địa điểm mà sang trọng để tiếp khách ý, thì ở bên này là khách sạn Citadin này Intercon này hoặc Alacac họ có những cái nhà hàng của Nhật của Hoa của Hàn thậm chí Alacac và có những quán bar trên tầng cao và nói về tiện ích thì nó phục vụ cái đời sống giải trí tinh thần rất tốt có nghĩa là chúng ta không chỉ có những đồ ăn Việt Nam mà chúng ta còn có cả những cái nền ẩm thực cách nhau cách chúng ta chỉ có hai ba phút đi xe hơi thôi nó rất là phong phú và nó tôi nghĩ là nó tuyệt vời hơn nếu mà sống bên Hòn Gai thì đấy nếu sống ở trong cái khu đây khu bên trái này thì toàn bộ những cái giao thông giao thương ẩm thực phong phú địa lý tắm biển thể thao đi du lịch rồi các kiểu các kiểu các thứ tôi nghĩ là số 1 vì vậy với tất cả những cái thứ mà tôi vừa nêu ở trên ra nói nãy giờ không quay video ấy, mọi người xem thì với tất cả những lợi thế mà tôi vừa kể ra ở trên thì tôi đánh giá Hùng Thắng là một khu đáng sống nhất ở thành phố Hạ Long và bởi vì nó đáng sống bởi vì nó có nhiều tiện ích bởi vì nó nằm trung tâm giữa lõi du lịch Hạ Long nên tiềm năng tăng trưởng về bất động sản của nó là không thể bàn cãi được tôi nói là không thể bàn cãi được luôn đây là về sau là lotte này trước mặt quý vị các bạn đây là icon 40 tòa tháp sang xịn mịn chung cư đang được xây dựng này nên là và cái đất quỹ đất ở quanh mà thấp tầng ở quanh đây thì nó không có nhiều nữa đâu nếu quý vị và các bạn có những cơ hội mà mua được những cái quỹ thấp tầng dọc cái đường thắm này À, nó là thậm chí là đất dân đất dự án đất liền kề thì quý vị và các bạn nên cân nhắc để mua bởi vì tôi nghĩ chỉ trong hai ba năm nữa thôi thì cái khu này sẽ thay đổi đến mức chúng ta không thể nhận ra được nữa và nếu mà chúng ta không nắm bắt cơ hội này thì về sau chúng ta sẽ tuột mất cái cơ hội sở hữu bất động sản ở một nơi có vị trí vô cùng tuyệt vời đó Đây tuần châu này. nói chung là khu hùng thắng này kết nối quá tuyệt vời và tôi đặc biệt là dành tình cảm cho khu hùng thắng À, và sau đây là tôi xin chiếm một đoạn video ngắn và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video phân tích về khu hùng tháng này à, xin hẹn gặp lại trong những video lần sau của bất động sản anh em